Ở bài tập 5 này thì mình hãy thiết kế mình hãy tối ưu hóa một bộ điều khiển BID hoặc là BD hoặc là BI vân vân. Khi mà điều khiển bồn nước đơn thì mình có thể điều khiển BI, BD hoặc là BID ha. Thì bây giờ với bộ điều khiển BID đó thì mình thấy là bồn nước nó ổn định rồi, nhưng mà bây giờ á người ta muốn là cái chất lượng điều khiển phải thật tốt, có nghĩa là thông số điều khiển BID của mình phải là tốt. Thì lúc đó người ta yêu cầu mình hãy dùng giải thuật di truyền để tìm ra một bộ thông số BID đẹp nhất, điều khiển cái hệ bồn nước đơn sao cho cái vọt lốn nó là thấp nhất, sai số xác lập nó là nhỏ nhất, thời gian xác lập nó là nhanh nhất, vân vân. Thì bạn hãy dùng giải thuật GA để tìm cái thông số điều khiển BID tối ưu nhất đó. Sau đó bạn hãy so sánh cái kết quả của bộ BID mà đã được tìm bằng GA đó với bộ BID ban đầu của em ha, để coi là GA nó có tốt hơn, nó điều khiển nó tìm ra được bộ BID tốt hơn bộ BID cũ như thế nào. Và hãy so sánh trên MATLAB Simulink, viết báo cáo quy trình thiết kế, nhận xét kèm hình ảnh so sánh. Bạn nộp cho thầy là file Word báo cáo, file PDF tương ứng file Word đó và cái Simulink mô phỏng cái BID đã được tối ưu hóa đó. Cái Simulink mô phỏng cái BID lúc mà chưa được tối ưu hóa và cái code GA để bạn thực hiện cái chuyện tối ưu hóa đó, thấy không? Gửi vào email của thầy. Và để mấy bạn đủ cái cơ sở để tối ưu hóa bộ điều khiển BID cho hệ bồn đơn thì các bạn phải coi clip này. Đó là clip ví dụ về điều khiển BID rời rạc và điều khiển M rời rạc cho hệ bồn đơn. Các bạn chỉ quan tâm tới điều khiển BID rời rạc thôi nha, còn M rời rạc thì không cần coi. Tại sao phải coi BD rời rạc? Tại vì á là cái hệ thống mà BD để được tối ưu hóa nó phải dùng GA để thu thập dữ liệu để xây dựng cái hàm thích nghi. Hàm thích nghi si nó sẽ bằng tổng bình phương của các sai số hoặc tổng bình phương của sai số giữa ngõ ra mong muốn với cái ngõ ra mà thực tế của đối tượng. Do mình thu thập mẫu cho nên là BD của mình sẽ là BD rời rạc. Cho đó mình phải coi điều khiển BD rời rạc của hệ bồn đơn. Từ đó mình mới tối ưu hóa thông số KP, KI, KD tương ứng ha.